Thưa quý vị và các bạn, thất nghiệp, giãn cách, cách ly là những thông tin hàng ngày chúng ta nhận được khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thêm một ca bệnh mới là thêm một nỗi lo. Chuyện mà chúng tôi ghi nhận sau đây là câu chuyện người đàn ông làm thuê, xa quê, không tiền đi bộ hơn 140 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về để chăm sóc vợ bệnh ung thư, trở thành câu chuyện tình đẹp được kể trong khu cách ly. nhìn mông lung con đường trước cổng. Đó là con đường quen thuộc dẫn về căn nhà nhỏ, mái ấm gia đình ông Nguyễn Giang Kĩa. Đời ấy, con người vợ hiền đang ngày đêm bằng mình đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác mà không có tiền than thuốc, thiếu vắng sự chăm sóc của chồng con. Nhờ hiểu được nỗi lo của chồng, bà Nguyễn Thị Thúy, vợ ông, cố nén cơn đau, gượng dậy điện thoại, khuyên chồng an tâm để thực hiện cách ly rồi ông lo ở trọng đi ông đừng, có yên tâm đi chú mấy chú lo cho tôi dữ lắm luôn rồi có gì thì chú giúp đỡ dữ lắm ông Nguyễn Trần Kẻ là chân chật trong câu chuyện đầy cảm động đường về quê ngàn khóc kể về người đàn ông làm bóc giác ở chợ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh khi dịch bùng phát chợ cưng hoạt động mất việc phải đi bộ 140 cây số về miền Tây mà báo thanh niên chia sẻ trước đó được nhiều độc giả quan tâm. Về đến quê hương, ông Kẻ và người con trai vào cách ly tập trung tại đây. Từ khu cách ly về nhà ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận không xa lắm, chưa đầy một cây số. Nó rất ngắn so với dặm trường mà ông trải qua những ngày đường trước đó. Nhưng vì bảo vệ sức khỏe cho mình, cho người thân, cộng đồng, ông Nghĩa đành dừng chân tại đây. dừng lòng nặng trĩu lo âu cho người vợ chịu đựng những cơn đau. Hiểu được hoàn cảnh của ông Nghĩa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quyền Châu Thành chỉ đạo cho chính quyền địa phương thăm hỏi giúp đỡ bà Thúy, vợ ông có điều kiện điều trị bệnh. Đảng quỹ, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc xã hỗ trợ gia đình ông Nghĩa, bà Thúy 3 triệu đồng. À tôi biết lên là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thí đây là cũng gia đình khó khăn. Rồi chị cũng mổ hai năm nay, chị cũng bị ca và đang mổ để cái thận ở ngoài. Cũng mong các nhà hảo tâm cũng thương xót cũng ủng hộ cho gia đình của chị Nguyễn Thị Thí. Đáng mừng sau khi được chính quyền địa phương phát động, gia đình ông Kẻ và bà Thúy đã đón nhận được nhiều tình cảm quý báu của các nhà thiện nguyện xa gần trò chuyện tình đẹp của ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thúy ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, có cái kết có hậu hay không, rất cần những tấm lòng thiền nguyện. Cô Thúy ở đây, trong khi cô cũng đang bệnh, cũng chưa có cái điều kiện để coi như là để đưa những cái khối u cũng như là để xạ trị về cái chứng bệnh ung thư của mình như thế, thì chúng tôi cũng rất là muốn à, sự đóng góp của các mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ Thưa quý vị, câu chuyện tình đẹp của ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thúy ở ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận có cái kết có hậu hay không? Rất cần những tấm lòng thiện nguyện cùng san sẻ.